Xin chào thầy, thì hôm nay em sẽ làm bài tập 4 về vị mô phỏng mô đun lép bảy đoạn dựa theo kit thí nghiệm và phải thực hiện theo yêu cầu của thầy. Về phần mô phỏng thì vì trong bộ tập Protest thì không có ICMBI 5026 nên em sẽ thay bằng hai con 74 595 và sẽ thay thế những con BNB để điều khiển lép quét bằng 8 cộng nốt. Khi chạy mô phỏng thì Protest của em thì bị lỗi về thời gian thực nên em sẽ cho hiển thị với tần số xung là 1 MHz. Về phần chương trình thì về phần hiển thị mã số sinh viên thì chúng ta sẽ cho các giá trị led 7 đoạn DW từ 7 đến 0, sẽ là nhận các giá trị là mã bị đoạn của sau khi giải mã của các mã chữ số của mã số sinh viên, và sử dụng hàm hiển thị 8 led 7 đoạn on để hiển thị các chữ số này ra led 7 đoạn. Về còn chương trình dịch từ phải sang trái của từ hello thì thì có màu mảng là 16, giá trị là về chương trình thì khi y bằng 0 thì led thứ 0 sẽ cộng với 7 và led thứ 1 sẽ cộng với 6, và như vậy cho đến giá trị của led thứ 7. Và khi y bằng 0 thì giá trị hiển thị của nó sẽ là 8, giá trị 0xff là sẽ là 0, là 0 hiển thị ra màn hình. Các giá trị màn hình sẽ bị tắt. Và khi lên bằng 1 thì khi y bằng 1 thì giá trị thứ 1 thì led thứ 0 sẽ là lên giá trị thứ 8 là 0 89, này sẽ là giá trị của từ H, chữ H, và thứ và led thứ 6 sẽ là 0xff. Và khi còn led thứ 0 thì nó sẽ cũng nhận giá trị 0xff, và tương tự như khi y bằng 2 và tới khi chạy hết thì từ led thứ 0 sẽ là 0x89, thứ 1 sẽ là 0x86, thứ 2 sẽ là 0x C7 và thứ 3 sẽ là 0x cũng là 0x C7, và thứ 4 sẽ là 0x0, sẽ là từ hello hiển thị ở bên trái của vàng, hiển thị ở 5 led vài đoạn ở bên trái, và các giá trị 0xff ở 3 led sau thì sẽ tắt. Và hàm hiển thị thì hello thì ở đây thì em sẽ cho 7 8 8 giá trị của led sẽ bằng 8 giá trị trong mảng hello 1, là chữ hello sẽ hiện ở 5 led bên trái và tắt 3 led bên phải. Em sử dụng hàm hiển thị 8 led bảy đoạn quét để hiển thị, và em sẽ cho nhấp nháy 3 lần với vòng lặp for từ 0 đến 3, sẽ delay viết led với chu 20
hiển thị 20 mili giây và delay trong 20 giây và sẽ tắt led. Và sau đó sẽ delay 20 mili và về còn phần timer thì bởi vì em tra xong clock là 1 MHz nên sau khi tính toán thì ta sẽ được 100 mili giây sẽ là 62411 và biến đếm tràn sẽ bắt đầu khi tràn thì biến đếm tràn sẽ chạy và khi tràn 10 lần sẽ là được 1 giây. Thì khi bắt đầu chương trình thì chỉ cho hiển thị hàm hiển thị mã số sinh viên trước và khi mà biến đến tràn mà lớn hơn 30 thì sẽ cho hiển thị hàm dịch từ phải sang trái từ hello và khi biến đến tràn thì trong khoảng 90 giây đến 120 giây thì sẽ hiển thị từ hello và chào chất tắt và khi biến đến tràn lớn hơn 120 mili giây thì sẽ cho biến đến tràn về không thì chương trình sẽ lặp lại ban đầu như ban đầu. Đây sẽ là một phòng một phòng. Vì chương trình nó bị sung sẽ chạy chúng ta sẽ để ý cái phần đếm giây ở góc bên trái màn hình này từ đây sau đó sẽ là nhấp nháy.